Ôi đây nó mua cũng không bự lắm. Trời nó mà. Ôi đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi. Kìa kìa kìa. Cha chú uống giật nó đứt luôn cả nhà. Phình 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 phình. Cả nhà. Chào cả nhà mình nha. Chào ông bà cô chú anh chị em đã đến với kênh của Vui nha. Thì sáng hôm nay chắc con Vui cũng đi câu cá tiếp cả nhà ơi. Chúng lại đã bữa nay cũng đánh trong vườn kiển nha cả nhà. Mấy hôm nay đánh vòng này nó lấy lửa cầu của Vui quá trời luôn cả nhà ơi. Đứt Hugo nó giật đứt nữ quá trời luôn rồi. Nay đi đánh lại trong này hy vọng là bữa nay sẽ có được một vài em Hugo nha cả nhà. Vì mấy mương này hồi trước Vui câu và cá bự dữ lắm cả nhà. Qua hôm kia gì nó đẩy của ba Vui đứt hết mấy lử luôn. Đầu video Vui không quên gửi lời chúc tốt lành đến ông bà cô chú anh chị em của mình ha. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Cả nhà xem thương Vui ủng hộ Vui xin một like, một đăng ký để kênh Vui được phát triển. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ha cả nhà. Hôm nay cũng vẫn là cậu mồi tép gông tép với cả nhà mình này. Vui xuống câu cái rồi tí cá ăn Vui quay cả nhà mình xem ha. Con cả nhà mới vô bà Vui làm con em Hugo cả nhà ơi. Quá trời bữa nay đổi bên cả nhà. Bữa nay qua mương bên đây không ở khoảng cầu mương bên kia đứt lử không cả nhà. Bữa nay nhảy vào đây mới thả cầu xuống bà Vui đớp chung rồi. Cậu rô phi này khoái cái nó dính cái nó quậy thấy thương. Nó có nhiều mương gì lắm này cả nhà. Đây dài qua bên đó. Mấy mương gì đó. Không có câu mương bên kia. Nó lấy vô hết mấy cái lưỡi câu rồi. Không nhận được. Này mới qua mới thả câu xuống là lụm rồi. Sao có Vui nó vậy em đi ra nó chưa thấy nó ghía gì chứ không biết. Cậu ba chú nó ghê nó giờ nó không chịu đâu nha. Nắm nó ghê qua, nó ghê lại, ghê qua, ghê lại hoài mà nó chưa kéo. Rồi ui. Ôi trời hết biết con cá trời. Hết có biết con cá cả nhà, thấy sảy con cá không cả nhà. Cậu đặng ba vô ăn cả nhà, coi chừng bự nha ba. Lôi phao ngon quá. Này hai cực luôn. Cực bên kia ăn, cực bên đây cũng ăn. Ôi, lụm rồi. Ôi. Cần này nè ba ơi, cần này chuẩn bị lôi luôn nè ba ơi. Cá nhỏ quá cả nhà ơi. Lôi phao đẹp cho cá nhỏ, cần này lôi nè, cần này lôi nè. Ba. Chị cái phao này mới ngon nè. Ôi. Đây nó hô. Ô, cũng không bự lắm. Vừa xài. Vô nữa hả? Sáng giờ hai cha con mình bí gì với câu vũ quậy đó ta. Vui mới xảy con chà ba lửa luôn á cả nhà. Cái ba vui không xảy nữa. Kìa ăn nữa kìa. Ăn nữa cả nhà. Cần tốt đắng đớp nữa cả nhà. Mấy mương lúc này cá ăn thấy ghê thiệt. Nhấp nhấp này chắc nhỏ quá. Hả? Vô đồng hả? Nhấp nhấp này nghi lắm.
Cô đầu một lù quá. Thả đi. Lựa câu nữa bữa nay bị làm sao rồi. Trời ơi, con cua đồng không có chốt chứ. Chốt là cái gì ăn kỹ vậy ta? Từ hồi mày sấy ba con cá tới giờ mới dính giật dính được con nữa nè. Thích biết thiệt chứ, giật sấy nó rồi em ghê luôn cả nhà ơi. Lúc cán xuống. Bên kia thì giật sấy mấy con cá kia em ru luôn, không ăn uống gì luôn. Trời ơi. Ôi ôi, đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi. Kìa. Cha vô uống giật nó đứt luôn cả nhà. Phình. Được không? Trời. Ủa cái thắt lát cái xíu sao giật đứt lử. Vô duyên hả? Trời ơi, nó bự. Hai ba con chà bá luôn trong đó, nó mới chạy giỡn với nhau trong đó đó. Cần đáng ăn luôn cả nhà. Trời ơi, lại con cá chốt nữa. Gỡ liền luôn cả nhà ơi, nãy giờ vô thả hai con rồi đó. Rồi, không kịp. Mua cá gì ăn kỳ. Hết biết lâu mới dính. Bữa nay câu hai cha con mình bữa nay xui xí quá các bà ha. Gì đâu không? Sảy cá giật sảy lia lịa gãy câu cái tùm lum hết trơn cả nhà. Câu không ăn thua. Này. Xui. Cái gì ăn cứu gì trời.
chào cả ơi, lâu dữ lắm rồi mới bữa nay mới lại thăm cái cây chăm này cả nhà, chín đen đen xì xem cả nhà, ôi thuốc ngoại không sao quằng vô cho cả nhà mình xem ta, đây cả nhà. Lâu lắm rồi thấy ấy, bữa nay sẽ ăn cầu bị thất thu rồi mà chạy lại ở gần đây cái đi qua đây quay cả nhà mình xem luôn, chịu ra cái kéo cái nhánh lại vô kéo được không mà đi theo xuống luôn đây, chín quá chín này cả nhà, nhìn chín thì sợ. Vắng vẻ đi một chút cả nhà, nhấm giống trái sắn nha, chậm nữa nha, đi nè bẻ ăn mỡ à dạ không cái này không có thuốc men gì nha cả nhà, chậm chậm tự nhiên luôn, nhìn y như trái sắn mà nó bự trái sắn cả nhà, nó dài dài ăn nó chua chua ngọt ngọt. Quá trời giấy luôn cả nhà, đen cây hết trơn. Nó rụng như vậy nè, nhát gốc luôn. Đây không ai ăn hết trơn. Nhát gốc cái ngủ quá. Ôi, cuốn hai cành câu lên về luôn. Bữa nay thua cả nhà, bữa nay hai cha con vui thua trắng. Nay câu không được may mắn. Sáng ngày giật cá sấy quá trời luôn. Bây giờ nó lại không ăn nữa. Này được có 4 cà phê về, trong vỏ có 4 cà phê nhưng còn thắt lát rồi cả nhà. Không có nhiều. 4 cà phê nhưng còn thắt lát. Sáng sảy bà cũng còn Hugo không uống cái ghê. Không có thắt lát bự. Sẽ là mấy con Hugo còn nhiều á, bữa nay là đói rồi đó cả nhà, câu mà nghe bà cậu của chúng bữa thắt bữa nay bà cậu không độ hai cha con vui. Dạ con số 15 này cũng chán hết trơn. Mua 15 mỗi bữa mua 10.000 tép thì câu cá giật mệt nghỉ, lần nào mà cha vui không mua 15.000 tép là coi như bữa đó. Toàn sáng ra tôi giật sảy ba bốn con cá bự liên tục rồi thấy kỳ kỳ. Ủa quá, sáng sảy mấy con Hugo. Bữa nay cố tình đi săn Hugo ở nhà đi. Nãy giờ cha con đi cũng hết buổi trời đó cả nhà, chậm lâu lắm á. Không được có nhiêu đây. Đỡ rồi, không bằng 1/3 của bò ấm hả bà. Không, bữa nay cá cũng ngon nè, cá bự không nè. Kết thúc clip luôn nha, bữa nay câu thất cả nhà xem đỡ giúp cha con vui nha cả nhà. Cả nhà cho cha con vui xin một like, một đăng ký để kênh vui được phát triển, có động lực cho những video mới cả nhà mình đây. Thì cũng cố gắng lắm rồi cả nhà. Cố hết nổi rồi, mệt mỏi quá cả nhà. Nay thất thu quá. Chào hẹn gặp lại bà cô chú trong những video clip tiếp theo nha. Giờ về thôi. Vừa đói mà nó vừa khát nữa.